Hello anh em, trở lại kênh DHVG của mình nhá. Cái video lần này thì mình vẫn làm về game Thiếu Niên 3Q nhá. Hiện tại thì mình đang chơi ở server 54 này. Các video của mình thì sẽ hướng dẫn kỹ năng chơi cho anh em mới nhá. Và anh em đừng quên ủng hộ mình bằng một lượt thích và một bình luận dưới video nhá. Đây, hôm nay là ngày thứ 9 nhá. Lực chiến mình được 1676 vạn nhá. Level 54 nhá. Đây, kim bảo mình còn 711 thôi nhá. Hôm nay thì mình chỉ có đấu giá ở trong quân đoàn được một viên cam nhá. Đây, hiện tại mình đang đấu giá thêm 5 viên cam ở cái đấu giá server nhá. Cái viên này thì khi anh em mở đấu giá ở trong quân đoàn mà không có ai mua ấy, thì nó sẽ chuyển xuống cái đấu giá thất bại nhá. Nhưng mình nghĩ 5 viên này kiểu gì nó cũng bị thua anh em ạ. Đấu giá server rất là khó để mình mua ở cái giá gốc 1k2 nhá. Kiểu gì sau cũng lên 1k4, 1k5 nha anh em. Và khi anh em lên level 56 ấy, thì nó sẽ mở cái tiệm tâm nguyện nhé. Cái tiệm này thì anh em sẽ đổi được tướng kim này, thần binh kim nhé, rất là ngon nên em chú ý cho mình nhé. Đây, tình hình là cái rút quay thần binh mình cũng kiếm được 13 lệnh nhé. Mỗi ngày mình mua một lệnh giảm 50%, tức là 100 kim bảo một lệnh nhá. Và cái này nó chỉ cho mình mua một lần thôi nhá. Anh em nông dân đừng quay vội nhá, anh em đợi đến ngày thứ 15 mình mới quay nhá. Mình nhớ không nhầm là ngày thứ 15 nó có cái hoàn trả chiêu mộ ấy. Tổng quay là 80 lần là anh em sẽ nhận được 60 cái thần binh kim, nên chú ý cho mình nhá. Và ngày mai là ngày thứ 10 ấy, là nó sẽ có cái sự kiện quay tướng kim đợt 2 nhá. Chắc là ngày mai ấy, mình đấu giá cái đá hợp kích này nó sẽ nhẹ hơn rất là nhiều nhá. Ok, mình chắc là cuối video ấy, hôm nay không có đá hợp kích nào ấy. Chắc cuối video mình sẽ tách hai cái hợp kích mở 6 cái viên đá nhá. Đây là cái địa tích bùa và cái hám thiên phú rồi nhá. Mình tách ra để mình đập vào hai cái hợp kích mới ngày hôm nay nhá. Đầu game thì anh em khảm khảm ba thì nó sẽ được lực chiến nhiều hơn cái khảm 6 rất là nhiều nhá. Để cuối video mình khảm cho anh em xem nhá. Và anh em chú ý cho mình cái vượt ải trảm tướng này nhá. Đây, khi anh em mở qua cái chương thứ ba của cái vượt ải thì nó sẽ mở cái kiếm các ải nhá. Kiếm các này thì anh em sẽ được đây. Nó có 4 cái chiến trường nhá. Chiến trường cuối là chiến trường 4 nhé. Một ngày cho mình 12 lượt. Đấy, khi anh em mở đánh ấy, thì sẽ được đá tinh nhuệ trang bị này, bạc. Và có tỷ lệ ra cái trang bị văn tinh nhé. Đánh cái này cũng rất đơn giản thôi anh em ạ. Anh em đi đến cái chương cuối cùng phải không? Lực chiến anh em không đủ, anh em cứ đợi nhé. Đợi ngày hôm sau cũng được nhé. Đợi cuối ngày hôm sau cũng được. Làm sao mà mình lên lực nhiều nhất có thể nhé. Thì anh em đánh thì nó sẽ có tỷ lệ qua hết 4 vòng nó rất là cao nhá. Và cái dương cuối cùng ấy nó sẽ có tỷ lệ ra cái dương cái chiến trường vàng nhá, là nó nguyên liệu nó gấp gần 10 lần dương bình thường nha anh em. Đây, như anh em có thể thấy này, bình thường nó là dương chiến trường phải không? Nếu anh em hên ấy thì nó sẽ ra cái dương chiến trường vàng nhá. Đây, tinh văn là 20 cục này, 10.000 nguyên liệu này, 50 đá tinh nhuệ này. Mình nhớ không nhầm là bình thường dương là 2 đến 3 cái tinh nhuệ này, nguyên liệu là chỉ có 1.500 nhá. Anh em chú ý nhá, nguyên liệu rất là nhiều nên cố gắng ấy. Anh em đi full hết thì mình sẽ được khá là ngon nhá. Em 10k nguyên liệu mình cũng mua được khá nhiều cái tinh văn này nhá. Đây, 29 cái luôn này. Lên được khá nhiều chiến luôn nhá. Đây, mình khám anh em cái này tinh văn anh em cứ lên đèo cho mình nhá. Đây, mình lên được bộ hào đôn nữa. Ưng này, hào uyên này. Đây, mình đang lên dở cái con chân cơ này. Cái trường hợp mấy cái con điền vi mình cũng lên, đâu, hứa chử mình cũng lên full này. Điền vi là cái con tượng kim mình nhầm.
Hiện tại có 51 cái, tức là mình cảm thêm một bộ nữa nhanh nha. Nhìn khá nhiều lục chiến này. Đây bốn bốn trang bị thì nó sẽ kích hoạt. Sinh được tấn công phòng thủ 2% này, khá là ngon nhanh nha. Đây 71k lực chiến. Một bộ này, hai bộ này, ba bộ này, bốn bộ này, năm bộ này. Đây, cảm nốt cái con tướng chính này ấy, tức là mình sẽ full bộ ưng luôn nhá. 12k lực chiến này. Hai món thì tấn công thêm 44 này. 29k này. Hai mươi lăm k này. Tám mươi một k nhá. Ok, mình đã gần lên 17 triệu chiến nhá. Đây là mình sẽ trùng sinh hai cái viên hợp kích mà mình khám 6 viên nhá. Mình chia ba ra nhá. Xem nó lên được chiến mạnh như nào nhá anh em. Đây anh em chú ý cho mình nhá. 1698 nhá. Chắc là tí nữa mình quên, chắc là mình sẽ xem lại cái video nhé. Rồi mình trùng sinh lại cái địa tích phù này và cái hám thiên này, địa tích hám thiên. Nó kinh đâu rồi nhỉ? Đây, trùng sinh là nó cũng trả lại cho mình cái viên đá khảm nhá. Để mình cường hóa lại nha. Anh em chú ý cho mình nha, cái cường hóa này là nó tăng toàn bộ tem nhá. Cường hóa hay đá khảm đi nữa thì anh em cứ chỉ cần tăng thôi là nó sẽ tăng ăn nhá, không cần thiết là mình phải lên trận nhá. May là nó chỉ có cường hóa lên 495 9 thôi. Ok, mình đã cường hóa xong nhá. Giờ mình đến khám nhá. Anh em nào mà xem mấy cái video đợt trước thì mình anh em cũng thấy là khám 6 là cũng khá là ít thực chiến nhá. Cảm ơn anh em là chú ý lấy cái tấn công trước nhá. Sau mấy cái hợp kích hay là cái thần thú ấy, thì nó sẽ ưu tiên tấn công và tăng thêm đêm nhá. Ok, 84k lực chiến này. Cái game này mấy tổng chính xác hay bọc kích nó tăng rất là nhiều lực chiến nhá. 102k anh em ạ. Nếu mà lấy lực chiến chắc mình sẽ ép cái sinh được đâu nhầm, cái lẽ tránh này nhá. Hai trăm ba mươi lăm k mở cái này là khả ba là sinh được nhá. Mình nhớ nhầm là phòng thủ là được tăng nhiều nhất nhá, 235 phải không? Ok, giờ mình đến khả một cái hợp kích băng phong nhá, cái này cũng là sinh được này. Tám mươi lăm k lực chiến này, 103k này. Hai trăm ba mươi bảy k này, khá là nhiều nhá.
Giờ đến cái hám tiên này. Đây mình khám cái viên kháng bạo. Anh em chú ý cho mình nhá. Cái phòng thủ này nó tăng nhiều lục chiến nhân nhá. Đây mình khám đầu viên cho anh em xem. Kháng bạo về phòng thủ này 139k lục chiến. Đây mọi người có thể tham khảo nhé. Rất là nhiều lục chiến luôn. Đây 104k. Cái tấn công ngoài lực chiến thì nó sẽ không bằng hai viên này. Thì tổng khi sinh lực khám lên 3 thì lực chiến nó sẽ ít hơn hai cái hợp kích trước nhá. Đây 232 anh em ạ. Đây, cái này cũng được phòng thủ nhá, và kích lên phòng thủ này. Cái phòng thủ này nó sẽ được nhiều lực chiến nhất trong các viên đá nhá. Và cái viên mà vật phòng với pháp phòng này thì nó sẽ được ít nhất nhá, nên anh em chú ý. Nếu mình khảm 3 viên ấy mình tránh hai cái vật phòng với pháp phòng này ra. 140k này. Tám tám k này. Đây phòng thủ tăng nhiều nhất lực chiến, anh em chú ý cho mình cái này nhé. 367k đấy mọi người, thấy không, chênh rất là nhiều luôn nhá, chênh hơn tận 100k nhá. Đây mình vẫn còn một viên nhá, 1747 nhá, tức là lên lên gần 500k nha anh em ơi. Đấy độc đối mấy cái viên đá học kích mà lên gần 500k lực chiến rất là gắt luôn nhá. Ok còn một viên thì chắc là mình sẽ khảm à thôi, cho mình một viên mình sẽ đợi ngày mai mình khảm cái hợp kích mới anh nhá. Anh em ở có ít ít cái viên đá khảm ấy thì anh em đầu game ấy thì mình cứ một hợp kích mình khảm 3 viên bột nhá, thì nó sẽ được nhiều lục chiến hơn rất là nhiều. Cái khảm 6 thì nó được phần trăm ấy thì cuối game thì nó mới được nhiều nhá, còn đầu game thì nó được rất là ít luôn. Anh em nào mà xem mấy cái video trước của mình cũng thấy rồi đấy. Nên có chưa được 100k rất là chán luôn nhá. Vẫn chưa có ai đấu giá nhỉ. Nếu mà hên mà mình được 1, 2, 3, 4, 5 cục ấy thì ngày mai mình lên khá nhiều lục chiến nhá. Mà ngày mai thì nó có cái sự kiện quay tướng ấy, thì đấu giá cái viên đá khả này sẽ đơn giản hơn mấy ngày khác rất là nhiều nhá. Ok mình xin kết thúc video đây nhá.